Thời đầu năm tới nay, thì số ca mắc sởi ở miền Bắc đã tăng cao gấp 30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cảnh báo dịch sởi thường có chu kỳ 4 năm qua trở lại một lần. Và chúng ta còn nhớ là năm 2014, thì dịch sởi đã bùng phát mạnh mẽ, khiến cho trên 140 trẻ em phải tử vong. Và nếu như theo quy luật này, thì 4 năm sau, chính là năm nay, năm 2018, dịch sởi rất có thể lại bùng phát mạnh. Tính trên phạm vi cả nước từ đầu năm cho đến nay đã ghi nhận 141 trường hợp dương tính với sởi, 432 trường hợp phát ban nghi sởi. Xin tại khu vực miền Bắc đã ghi nhận 90 ca mắc sởi, cao gấp 30% so với cùng kỳ năm 2017, một trường hợp tử vong ở Hà Nội. Các chuyên gia cho rằng thời tiết sau mùa xuân hè là điều kiện thuận lợi phát sinh tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là bệnh sởi. Đặc biệt theo cục y tế dự phòng Bộ Y tế, trong số các trường hợp mắc sởi được ghi nhận từ đầu năm cho đến nay thì có 38,3% là trẻ dưới 9 tháng tuổi tức là chưa tới tuổi tiêm chủng vaccine phòng sợi. 55 trường hợp không tiêm chủng, 22 trường hợp không rõ tiền sử tiêm chủng, chỉ có 10 trường hợp là có tiêm vaccine sợi. Điều đó cho thấy tỷ lệ người chưa có miễn dịch với sởi trong cộng đồng là rất lớn, trong khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng sởi ở một số vùng đạt thấp. Đây là những vùng có nguy cơ rất lớn khiến dịch sởi có thể bùng phát. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng phải tiến tới mục tiêu đạt 95% tiêm chủng ở quy mô xã phường, tránh xảy ra các điểm lõm, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh.